Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn HC nhá. Chính thức như những thông tin mà đã dò dỉ mà mình biết được ấy, và mình đã thông tin đến cho anh em ấy, thì khẩu súng A32 có cái tên là KM22 của chúng ta đã ra mắt rồi. Và đây là một khẩu súng mà mình có thể nói với anh em là một khẩu súng khá là đẹp, với cái skin nâng cấp có thể nói là độc đáo nhất từ xưa đến nay luôn. Đó, một pha bắn trưởng KM22 làm vỡ tan khẩu súng luôn. Và khẩu súng này cũng là một trong những khẩu súng mà vừa mới xuất hiện ở trong cái update 2.7 thôi. Tuy nhiên thì nó đã bị lép ngay từ ngày thứ hai rồi. Ngày đầu tiên mình trải nghiệm khẩu súng này thì mình cảm giác là nhà phát hành đã quá là ưu ái cho khẩu súng A32 khi mà nó ra mắt. Nhưng mà đến ngày thứ hai thì mình đã thấy có một tình huống nép nhẹ đến từ nhà phát hành khi mà khẩu súng A32 nó quá bá đạo trong cái ngày đầu tiên anh em ạ. Rồi, nó quá đẹp luôn. Và để xem là khẩu súng A32 chúng ta sẽ có mặt ở trong cái vòng quay hay là ở trong cái hòm như thế nào nha anh em nhá. Đây chính là cái vòng quay của khẩu súng A32. Có lẽ là sẽ rất nhiều bạn thất vọng luôn, bởi vì đây là một cái vòng quay mà có thể nói là nó vừa tốn kém là một, và nó không có nhiều thứ ngon nghẻ ở trong cái vòng quay này là hai anh em ạ. Thì tất nhiên rồi, nhân vật chính của chúng ta sẽ là khẩu súng A32. Mình sẽ tổng kết xem là để mà sở hữu được cái khẩu súng này các bạn sẽ phải mất bao nhiêu UC nhé. Và tất nhiên ở trong cái hành trình mà sở hữu cái khẩu súng A32 này ấy, là hoàn toàn các bạn sẽ không thể quay được bất cứ một cái bảng nào. Vì vậy là cái bảng nâng cấp của khẩu súng A32 này mình sẽ phải qua bên khẩu súng M24 để mà sở hữu cái khẩu súng M24 và quay bảng ở bên đấy luôn. Rồi, đây là khẩu súng A32 chúng ta ở level 1 đây. Tí nữa mình sẽ nghía 7 level của khẩu súng này luôn anh em nhé. Ngoài ra thì ở trong cái vòng quay này nó sẽ có một cái bộ đồ mình trông cũng khá là kiểu body ấy. Tuy nhiên thì mình có cái bộ đồ sắc ướp này rồi, vì vậy mình cũng không mấy là hào hứng với cái bộ đồ này cho lắm, bởi vì theo cá nhân mình thì đây sẽ là một bộ đồ mà không có gì gọi là đặc biệt đấy anh em. Đó, chỉ là một bộ đồ nó body thôi mọi người ạ. Đây là một cái vòng quay, vì vậy đây chỗ này đó, ấn vào đây là chắc chắn được một vé cao cấp này. Mình sẽ tổng kết lại để xem là để mà sở hữu cái khẩu súng A32 này ấy, thì các bạn sẽ cần bao nhiêu UC anh em nhé. Và sau đó thì mình chỉ mong là chắc chắn là sẽ không bao giờ có điều kỳ diệu xảy ra ở vòng quay này rồi. Chắc chắn là để mà sở hữu khẩu A32 này thì các bạn phải quay đến phát quay cuối cùng luôn. Thì chỉ mong là ở cái phát quay cuối cùng ấy, một là nó ra khẩu súng, hai là nó ra bộ đồ, thì mình sẽ ra khẩu súng trước. Chứ nếu mà ra bộ đồ trước thì coi như là các bạn phải quay full vòng này luôn. Rồi, không để làm anh em mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ đến với pha quay đầu tiên luôn. Làm sao để skip đi nhở? Bởi vì là thật ra mình biết trước kết quả rồi, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó ra ngay ở trong những cái lần quay đầu tiên đâu. Chắc chắn là phải là những lần quay cuối cùng luôn. Cho nên là không có gì cả. Mình có 31.000 UC anh em nhá. Và để mình trừ đi để xem là chúng ta cần bao nhiêu UC để sở hữu cái khẩu súng này. Coi như là chuột bạch cho anh em luôn và tính toán tất cả mọi thứ cho anh em luôn. Mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ dưới 7.000 UC đâu anh em ạ. Nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 8.000 cho đến 10.000. Và có một điều là các bạn sẽ không thể nào mà có được bất cứ một cái món đồ nào ngon nghẻ ở trong vòng quay này. Chắc chắn rồi, các bạn nhìn cái vòng quay là các bạn biết rồi. Cái vòng quay nó không còn lạ lẫm rồi. Và chắc chắn là pha tiếp theo sẽ là cái mũ 3 rồi. Không thể nào mà tượt được anh em ạ. Không thể nào tượt được. Đó, mình nói. Đây sẽ là gọi là phút giây cuối cùng này. Có nghĩa là các bạn có tốn nhiều tiền hay không, nó ở cái pha cuối cùng này đây anh em ạ. Một là khẩu súng, hai là bộ đồ. Thì đây sẽ là cái thứ hên xui duy nhất ở trong cái vòng quay này. Đó chính là một là các bạn sẽ ra súng luôn, và hai là các bạn sẽ phải quay thêm một lần nữa. Thì mình mong là pha này mình sẽ ra súng luôn. Nhất bái thiên địa. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không đóng cửa. Ra rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, đây người ta gọi là đẳng cấp. Đây người ta gọi là chất chơi. Đây người ta gọi là người rơi anh em ơi. Ây 32,
như vậy để xem mình tiết kiệm. Ui ôi, mình tiết kiệm được hẳn 1700 UC anh em ạ. 1700 UC này tôi nói với các bạn là sẽ quay quay được không nói đến quay, mà chúng ta sẽ mua được rất nhiều phụ kiện cho khẩu súng A32 này. Ui, tiết kiệm được hẳn 1700 UC. Như vậy là mình đã mất tổng cộng là xem là 31.000, thì bây giờ còn 26.000, coi như là mình đã mất khoảng độ tầm đâu đó là, ui ghê vậy, 5.000 rồi. 5.000 rồi đấy anh em ạ. 5.000 UC, hơn 5.000 UC một tí. Đó, và thêm một phát này nữa thì chúng ta sẽ mất khoảng độ tầm là 6.780 UC. Để tí nữa mình sẽ, sau khi mà kết thúc cái clip này ấy, mình sẽ edit và mình sẽ để cái bảng giá mỗi phát quay ở trên đây, xong sau đó mình sẽ tổng kết lại cho anh em nhé. Nhưng mà cũng khá chát đấy mọi người ạ. Đó, cũng mất khoảng độ đâu đó là 7.000 UC là các bạn sẽ full được cái vòng này. Và kèm theo đó nó còn có một cái vòng nữa thì thôi, cái vòng này bỏ đi anh em ạ. Vòng này bỏ đi. Rồi. Với khẩu súng A32 này thì đây là một khẩu súng có 7 level. Đây là hiệu ứng tiêu diệt này. Đó, một quả trưởng Kamehameha được phóng lên, hay mình hay gọi với cái tên đó chính là Kamezoko đấy. Đó, được phóng lên, nhìn trông cũng khá là đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Tiếp theo là ngoại trang nâng cấp của nó là bắt đầu có một quả trưởng bắn xuyên qua khẩu súng rồi. Đó. Mình thấy là với cái quả trưởng này ấy, là nó đã đẹp rồi anh em ạ, nó đã đẹp rồi. Và đây là một trong những pha mà phải nói là kiểu như anh em nào mà đã từng đọc truyện 7 viên ngọc rồng ấy, là hai quả Kamehameha ấy là bắn trực diện vào nhau, và sẽ có một tình huống gọi là, người ta gọi gì nhỉ? Giống kiểu, tự nhiên tôi quên mất cái từ đó, giống kiểu người ta gọi là gì nhỉ, đấu nội lực à? Ừ, kiểu vậy anh em ạ. Tiếp đến đó chính là một cái thông báo diệt. Phải nói là cái thông báo diệt này nó quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy, cái thông báo diệt anh em nhìn nó chất chơi không? Đấy, một quả Kame xuyên cái bảng thông báo diệt luôn. Và tiếp tới nó sẽ là, đó là một cái hiệu ứng bắn trúng anh em ạ. Đó, một cái hiệu ứng bắn trúng này. Và con à, nó còn có cả chữ ở trong đấy luôn anh em ạ. Bum 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 kìa. À, hay quá nhờ. Đây là hình dạng cuối cùng của em nó đây anh em. Thì cái trưởng Kame màu vàng ấy là nó đã chiến thắng cái trưởng Kame màu hồng, và nó bắn xuyên đến tận là mũi súng luôn. Động tác kiểm tra này. Ui dồi ôi, nó lực thì tôi rồi các bạn ạ. Hộp này. À, đây là tòa chung cư đây mà. Ui, một quả trưởng Kame xuống cái tòa chung cư và nát luôn cái tòa chung cư. Ui, đẹp đấy. Nói chung là đây là khẩu súng mà nếu mà các bạn có nhiều tiền và có nhiều bảng ấy thì các bạn nên nâng mắc anh em ạ. Còn cá nhân tôi thì tôi là một con đỗ nghèo khỉ nên tôi sẽ chỉ nâng nó lên level 4 thôi. Lấy cái thông báo diệt thôi. Dân chơi nửa mùa, tòa nát xe là dân chơi nửa mùa, dành cho những anh em nào vào đây và nói này nói kia thì tôi tự nhận tôi là dân chơi nửa mùa nhá. Rồi, 2 bảng, 3 bảng là 5 bảng, 5 bảng với 4 bảng là 9 bảng anh em ạ. Như vậy là mình còn thiếu đúng một bảng nữa thôi. Thì mình sẽ quay đúng một bảng nữa thôi anh em nhé. À, từ từ. Ui, mình có 6 mảnh ghép luôn này. Để xem là mình có thể mua được cái bảng không. Ở trong đây này. Mình đã mua hết rồi. Như vậy là bắt buộc phải ra quay rồi anh em ạ. Bắt buộc phải ra quay rồi. À, cái shop này toàn điểm RP thừa thì nhiều, mà cái shop này nó toàn bắt anh em mua bằng UC thôi. Nói chung thì RP thì ngon đấy, nhưng mà toàn bắt người chơi mua bằng UC như thế là cũng không được nhá. Đây, cái hòm M24 mình sẽ kiếm báng ở hòm này nhá. Nói chung là những cái hòm nào mà có đá quý ấy thì các bạn nên quay để kiếm báng. Mình nghĩ là nó sẽ dễ ra ấy, bởi vì là các bạn thấy mình quay 8 lần mà mình đã được một báng rồi anh em ạ. Đó, hôm trước cứ nói chung là ngày nào mình vào mình cũng làm một phát 10 UC. Đó, hôm nay làm phát 10 UC là được một báng rồi. Không biết là làm phát X10 xem là nó ra cái gì đây. Đá quý không? Không có đá quý anh em ạ. Nhọ rồi. Nó toàn ra mấy cái mảnh mảnh này thôi. Mấy cái mảnh mảnh này thì không cần. Điều tôi cần là đá quý cơ. Ui, vẫn không có đá quý anh em ạ. Phải nồi. May mắn chắc chắn là không mỉm cười với tôi rồi. Ui dồi ôi.
ba phát bấm là mất 1.500 UC rồi và không thấy viên đá quý đâu cả. Chỉ cần đúng một viên thôi anh em ạ. Vẫn chưa thấy viên đá quý đâu cả. Ui thôi xong rồi. Được thằng miền xuôi lui ngay thằng miền ngược rồi anh em ạ. Cay thật sự. Mất 1.500 UC mà chưa được cái con què gì cả. Tiết kiệm được cái đầu này thì đầu kia cũng phải cống cho game. Đúng là bằng nhau anh em ơi. Ui vãi trưởng. Vẫn chưa thấy viên đá quý nào đâu cả. Thường là những cái vòng quay này sẽ là những vòng quay kiểu... Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, tôi không thể nói là ngày hôm đấy tôi đi trong mưa đâu anh em ạ. Đây là đi ở trong đâu rồi ấy. Rồi tụt lucky rồi, chắc chắn là ra viên đá quý rồi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thiếu có đúng một viên đá quý thôi mà anh chị chơi em này toàn quá. Quá toàn luôn anh em ạ. Tích được 29 cái mảnh. Mình sẽ để 29 cái mảnh này mình tích dần để đủ 50 mảnh. Sau đó mình sẽ đổi lấy một báng nữa anh em nhé. Rồi, không để anh em chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ nâng khẩu súng A32 của chúng ta lên level 4 luôn. Hiệu ứng tiêu diệt này, ngoại trang kế tiếp này, rồi thông báo diệt này. Ui dồi ôi, quá đẹp luôn. Bây giờ thì sẽ mua phụ kiện anh em nhé. Mẹ cái mớ. Ui, có 300 á. Ui cái báng. Cái báng. Ui, nếu mà các bạn không nhớ thì mình nói lại cho các bạn là những cái báng mà giống như kiểu báng của khẩu súng M4 ấy, thường là nó sẽ có giá 1.500 anh em ạ. Mà ở đây nó chỉ có giá 300. Không chần chờ gì nữa, quất thôi. Nào. Ui, gian phụ kiện rẻ thế trời. Nào nào nào, để yên nào. Ui, gian phụ kiện nó cũng phải gọi là vãi luôn. Gian phụ kiện rẻ dã man luôn anh em ạ. Ui dồi, nhưng mà đến cái băng đạn là tôi thấy thốn rồi đấy. Đếch mua băng đạn nữa anh em ạ. Để tiền mua scope. Ui, scope 1.200. Đây đúng kiểu được thằng miền xuôi lui ngay thằng miền ngược rồi. Xem nào. Đây, đây và đây. Ui, cái cốp cái giảm thanh nhìn trông chất thế nhở. Cái này thì chắc là tôi không cần, bởi vì là nó đang màu trắng mà nắp đen lên thì chắc là trông cũng ổn anh em ạ. Cái nào rẻ rẻ thì mình mua thôi, cái đắt thì thôi anh em ơi. Đấy, mấy cái này nó chìm hẳn vào trong rồi thì kể cả nó màu đen đi chăng nữa thì cũng chẳng làm sao cả, bởi vì là cái tông ở đây đang là màu trắng ấy. Lắp thêm cái màu đen lên thì nó cũng, mình nghĩ là nó cũng ok anh em ạ. Đây chỉ có cái này nó dài quá này. Mà mình bắn A32 thì thường mình sẽ ưu tiên một là cái này, hai là cái này. Một là cái tay cầm hồng, hai là cái tay cầm thumb grip. Mình ít khi mình trang bị cái này đó. Thế là thôi, không mua. Đấy, mua cái báng thế là ngon rồi anh em ạ. Cái băng đạn thì tôi đang lấn cấn này, không biết là có nên mua băng đạn không. Băng đạn để đắt thế, 1.500 UC lận. Đây, cái scope A32 thì chắc là không bắn X3 rồi. Chỉ bắn holo red dot thôi. Không biết là nên mua holo hay là mua red dot đây. 1.200 UC. Nếu mà không mua tiết kiệm khối tiền đấy anh em ạ. Đây, ông ngắm phụ đây, X6 đây. Vãi nổi luôn. Anh em bảo tôi có nên mua không nhỉ? Holo này. Trông nó cũng khá gì và này nọ đấy. Này. Thôi mua cái red dot anh em nhá. Đằng nào mình cũng hay bắn mà. Thôi mua đi. Không phải ngần ngại gì cả. Rồi ok luôn. Như vậy là mình đã từ đã trang bị vô đã, xong rồi vào trong cái quần què kia test thử cho anh em tí đúng không? Đây. Vào thử huấn luyện test anh em nhá. Xem là cái vẻ đẹp của khẩu súng A32 nó đẹp đến cỡ nào. Chứ tôi thật với anh em mình hào hứng lắm. Xong rồi mình sẽ làm một clip review cho mọi người xem luôn. Đâu A32 đâu? Ố, A32 không có ở đây à? Mình thấy có mà nhỉ. Đây là khẩu gì? Đây A32 đây, đó. Ôi, khẩu súng của chúng ta đây. Úi dồi ôi. Nó đẹp ở cái tầm anh em ạ. Từ, tôi phải vứt cái quần què này ra đã. Đây anh em ơi, nó đẹp dã man luôn mọi người ạ. Trời ơi, nhìn trông nó chất chơi người rơi phết đấy chứ đùa đâu mọi người nhờ. Đây. Ôi.
nhìn quả đang cầm vào cái trưởng KB ấy. Nào để mở scope lên này. Đây là scope khi mà có red dot này. Bỏ ra xem nó như thế nào anh em nhé. Nó cũng bình thường thôi. Ui cái tâm này mình cảm giác nó khó bắn hơn là cái tâm của khẩu súng A32 mặc định luôn rồi đấy. Nói chung là thấy khó hơn anh em ạ. Bởi vì nó thêm một cái vòng tròn nữa. Còn khẩu súng A32 mà bắn tâm ruồi ấy là cái nó không có cái ở giữa này này. Như này thì mình nghĩ là nó sẽ khó bắn hơn đấy mọi người ạ. Nên là red dot red đủng là chắc phải trang bị đầy đủ thôi. FPP này, FPP thì chắc chắn là khẩu súng nhìn nó sẽ đẹp hơn rồi. Còn TPP thì nhiều khi là các bạn sẽ không để ý, nhưng mà dắt ở sau lưng thì trông nó cũng chất chơi người rơi. Đó, khá là đẹp. À từ từ, để xem cái động tác kiểm tra súng đã anh em nhá. Đây. Ui, à, bây giờ mình mới để ý là có một cái hòm thính ở trong cái tâm súng kìa. Ui, nhìn khá là đẹp luôn đấy. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình nhá. À, như vậy là tổng thiệt hại của mình tính sơ sơ cũng phải khoảng độ tầm đâu đó là 10.000 cho đến 11.000 UC cho khẩu súng A32 này. Và tất nhiên rồi, đấy là việc các bạn sở hữu khẩu súng A32 level 1 thôi các bạn nhá. Còn nếu mà anh em mà muốn nâng cấp nữa thì nó lại là một con số khác nha. Đây mình chỉ đang nói đến con số mà để các bạn sở hữu khẩu A32 thôi. Nói chung là với mình ấy, đây là khẩu súng đẹp. Tuy nhiên thì nó hơi mắc anh em ạ, mắc thật sự. Không biết là như anh em nào mà kiểu nâng mắc khẩu này thì chắc là cái ví nó cũng khá là đau đấy. Thôi cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình. Nếu thấy hay để lại cho Tuấn SC một like và đăng ký kênh. Buổi chiều nay thì mình sẽ cố gắng gửi đến cho anh em một clip mình review khẩu súng A32 này sớm nhất dành cho tất cả mọi người nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip review buổi chiều nay nhá. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnsc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn SC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.